Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi. Rồi, chào mừng mọi người đến với đợt cá của Beta Coffee. Đợt cá hôm nay là đợt cá ngày 10 tháng 1 ha. Hôm nay em lên cho mọi người đợt cá buổi chiều, đồng giá là 39k ha. Trước sau đều là trống hết, 15 mô đầu thì trước sau đều là trống, còn 5 mô cuối cùng sẽ là mái ha mọi người. Mọi người nghe kỹ giùm em nha. Rồi, đầu tiên lên cho mọi người, con này là con Nemo Galaxy ha. Nemo Galaxy này nó có vảy trắng trắng, ánh lên nhìn rất là đẹp ha. Form con này là kiểu như là form vừa đủ mình xài luôn ha. Đây, mọi người cứ nhắm thẳng là cái ô cá 7cm. Con cá bơi ngang bao nhiêu thì mọi người đo size cá giùm em ha. Kiểu như mọi người thích cá form nào thì mọi người cứ nhắm chừng mà đo như vậy để mình mua cái form thích hợp nhất cho mình ha. Rồi, con ở phía sau là con phân si ghép vảy trắng nửa thân ha. Con này, con phân si ghép này là form của nó là form cũng bị thành niên rồi ha mọi người, nên là nó không có quá to đâu, với lại nó lên full màu rồi nên em bán cho mọi người với giá 39k ha. Rồi, qua ô tiếp theo. Đây, lên cho mọi người dòng này là dòng Nemo Hang Candy nữa ha. Con này là lên full màu rồi nha mọi người. Cái form con này rất là to luôn. Form này là vừa đủ mình anh em mình chơi luôn ha. Form màu đậm, đậm đẹp. Anh em nào mà thích mấy cái màu mà nó nghiêng về cái màu mà đậm đậm đồ đó là mình mua mấy con này là rất là ok luôn ha. Con này lên full màu rồi nha anh em. Rồi, con ở phía sau là dòng Super Ghét ha. Hồi trưa em lên cho mọi người con Super Ghét với giá 29k. Bây giờ lên cho mọi người Super Ghét giá 39k là tại vì con này màu nó lên đậm hơn. Mọi người thấy không? Vảy của nó lên rất là đều luôn. Form con này là form to luôn. Cá form to màu đậm được ha. Thì em bán cho mọi người với giá cao hơn ha. Ai mà yêu thích mấy cái dòng mà Super Ghét mà form to rồi ha, trưởng thành đầy đủ mà lên vảy lên màu đồ đều đậm như vậy á thì mình mua ha. Với giá 39k. Còn mấy con hồi sáng em cái con hồi sáng em quay cho mọi người á là kiểu như form nó còn hơi nhỏ với lại màu lên chưa đều ha. Rồi, vô tiếp theo. Đây, tiếp tục lên cho mọi người dòng Nemo Galaxy ha. Con này màu cái nền nó hơi đậm hơn con hồi nãy chút xíu tại vì màu của nó thuộc dạng màu hơi nóng á, nên là nhìn nó sẽ nổi bật hơn một chút. Ai mà yêu thích mấy cái con mà màu sắc sặc sỡ gì thì mình mua ha. Rồi, con ở phía sau là con Dumbo dứa ha. Dumbo dứa bán cho anh em với giá 39k là hiển nhiên ha, nên là không có nói gì thêm tại vì dòng này cũng như shop cũng còn có vài con là cũng hiếm nên là mua, nên là lên cho mọi người mỗi clip ha để mọi người cùng nhau mình săn ha. Rồi, vô tiếp theo. Đây, lên cho anh em con này là con Nemo Hang Candy ha. Hôm nay cũng thấy mọi người tìm cái dòng Hang Candy hơi bị nhiều luôn nên là hôm nay lên cho mọi người một con. Con này là cứ như lên full màu ha mọi người. Mọi người nhìn kỹ cái đuôi nó rồi đi, lên màu đậm rất là đẹp luôn. Mà nó không có bị lem ở cái phần bất kỳ cái phần nào hết ha. Nên là bán cho mọi người với giá 39k để mọi người săn ha. Rồi, ở phía sau là lên cho anh em con Nemo truyền thống thanh cam luôn ha. Thanh cam nền đỏ đồ đó. Con ở phía sau là form to rồi nha anh em. Ai mà yêu thích mấy dòng Nemo mà lên màu đều đậm form to vậy ha, mà dưới cái giá 40k, 39k rồi đó là mình mua ngay con này là rất là ok luôn ha. Rồi, vô tiếp theo. Đây, lên cho anh em dòng này cũng là dòng Nemo Galaxy luôn. Nhưng mà nãy là con Nemo Galaxy mấy cái màu nền khác. Con này là màu nền chủ đạo của nó là màu đỏ ha. Màu đỏ sẫm á. Mà cái nó lên mấy cái vảy ánh rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Form của nó đồ rất là đậm, đều đẹp nha mọi người.
Con này đặc biệt là nó rất là sung luôn ha. Mọi người nhìn cái form nó đi, rất là kín luôn. Form con này là form vừa đủ cho anh em chơi luôn ha, không có quá nhỏ mà cũng không có quá lớn luôn. Rồi con ở phía sau là con phân si cam ha, phân si cam vảy trắng nửa thân. Phân si cam thì cái dòng này thì cũng như form to màu lên đậm đều thì sẽ bán cho anh em với giá 39k ha. Đây. Còn phân si cam ở phía sau là cũng như lên full màu rồi nha mọi người, nên là bán cho mọi người với giá này ha. Rồi vô tiếp theo. Đây lên cho anh em dòng Marble ít khi nào mà bán với giá 39k lắm. Mà tại hôm nay bán cho anh em con này giống như là hàng săn ha. Để anh em mình cùng nhau mình vô săn dòng Marble ha. Dòng Marble này con này mới về của bên shop luôn. Để lên liền cho anh em ha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi con có phía sau là con Nemo. Nemo lên full màu rồi mà nó bị gì nó buồn quá, nó núp vô một góc luôn rồi. Cái con mà núp vô một góc mình không cần để ý luôn, mình lướt qua nó luôn. Rồi tiếp tục là một con Super Get nữa ha. Hôm nay lên cho anh em Super Get hơi nhiều. Con này cũng ngang ngửa con kia nha. Form đồ rất là to ha, quẩy mọi người ha. Quẩy lên rất là đều luôn. Ai mà thích săn Super Get ha, là mua mấy cái con này về là không bao giờ hối tiếc luôn ha. Rồi con ở phía sau là con Phân Si Cam Cooper Duosita ha. Đó, vảy xanh nửa thân luôn, Cooper Duosita luôn. Ai mà yêu thích mấy cái dòng mà Duosita, Cooper rồi ha, mua mấy con này về là không bao giờ hối tiếc luôn ha. Mà mọi người nhìn kỹ đi, con này rất là sung. Nó kè quá trời kè luôn, kè rất là dữ dội luôn ha. Rồi, vô tiếp theo. Đây lên cho anh em dòng này là dòng Nemo ha. Nemo Galaxy nữa, nhưng mà cái nền màu nó lại là một cái nền mới nữa ha. Màu này màu nó hơi đậm đậm mà nó chậm chậm. Đây ai mà yêu thích cái dòng này là mình mua ha. Con này là lên màu đều đậm. Mọi người nhìn cái tia đuôi của nó đi, tia đuôi rất là đều luôn ha. Rồi con ở phía sau, con ở phía sau là con cũng là con Nemo ha, mà nó bị buồn bỏ qua luôn. Mấy con nào buồn mình bỏ qua ha. Em cũng như cũng là một người tư vấn cá cho mọi người thôi, nên là em thấy con nào mà nó không có giao lưu với mọi người là em sẽ bỏ qua hết. Rồi qua ô tiếp theo lên cho anh em con Nemo Dạ Quang. Đây Nemo Dạ Quang là cam ha. Chỉ như Nemo Dạ Quang thẩm dài cũng mót được vài con, nên là em lên liền cho mọi người luôn ha. Ai mà yêu thích mấy dòng Nemo Dạ Quang rồi là mình mua mấy con này ha. Rồi con ở phía sau, con ở phía sau là con Phân Si cam vảy trắng nửa thân ha, mà có đốm đốm cái viền đuôi màu đen, nhìn nó rất là độc luôn ha. Đó, ai mà yêu thích cái dòng này là mình mua ngay con này là rất là ok luôn ha. Form con này to luôn nha mọi người, form rất là to, màu đậm đều đẹp, nên là bán cho mọi người dưới giá là 39k ha, để mọi người săn ha. Rồi vô tiếp theo. Đây lên cho anh em dòng này là dòng Yellow Galaxy. Trời ơi, Yellow Galaxy mà nằm ở dưới giá 39k hơi là kiểu như cái vàng này hơi bị đặc lạ luôn rồi đó ha. Yellow bình thường nằm ở dạng 60k thôi, nhưng mà hôm nay săn cho anh em hơi nhiều hàng tiễn ha, nên là anh em mình nhanh tay mình săn ha. Đây Yellow Galaxy mà duy nhất ở hôm nay có giá 39k ha. Là không phải gì, tại vì do màu nó kiểu như cũng không có nổi bật lắm á, với lại cái đuôi của nó chỉ có hai màu thôi, chứ vảy của nó lên cũng không được đều lắm, nên là bán cho mọi người với giá 39k ha. Cái hồ Sami ấy. Rồi con ở phía sau, con phía sau là con Phân Si ghép vảy trắng xanh nửa thân ha. Cái đuôi rất là đều luôn. Mà kiểu như cái form nó cũng rất là tốt đó mọi người. Nó hơi còi một chút thôi, với lại nó hơi bị tơ á. Mình mua về là mình chịu khó dưỡng cho nó ăn được ha, là khá là ok luôn ha. Rồi vô tiếp theo. Đây lên cho anh em một anh chàng quen thuộc trong mỗi cái clip mà nằm ở giá 39k ha. Con này là con Dumbo tím, hàng lên đây là rất là hot, bán rất là chạy luôn. Đồng mà kiểu như shop cũng nhập về với số lượng nhiều quá, nên sẽ lên giá cho anh em siêu rẻ siêu hời luôn. Nhưng mà đừng có như vậy mà anh em mình chủ quan ha, tại vì mấy con này nè
anh em săn rất là nhiều, nên là ai mà có dự định mình mua hay gì đó là mình mua ngay giờ luôn đi ha, kiểu như nó mà hết hàng một cái là kiểu như rất là tiếc ha. Rồi con ở phía sau là con Nemo ha, Nemo vảy Cooper rất là đẹp, màu lên rất là đậm nha mọi người, đều. Con này mà không bị thiếu màu ở phần bụng là bán với giá 60k vẫn có người mua ha. Rồi vô tiếp theo, đây tiếp tục lên cho anh em dòng Nemo, Nemo Galaxy nữa ha. Trời, con này cái nền của nó nền giá lô luôn mọi người ơi, nhìn rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc luôn ha. Hôm nay cá đẹp hơi bị nhiều nên là anh em mình cũng như mình coi á, mình săn ha. Con này form rất là tốt ha, rất là ok luôn. Con này mà quải cái phần đuôi bên phần đuôi trên của nó màu mà nó đậm thêm chút xíu nữa là bán giá cao hơn ha mọi người. Nhưng mà bây giờ là nhìn chung là em là thuộc diện ổn rồi ha, nhưng mà bán dưới giá này cho anh em là cũng như là để chi ăn khách hàng đó ha. Nên là mọi người nhanh tay mình săn ha. Rồi con ở phía sau là con Hatmon. Hatmon này là hàng mới dời luôn nên là anh em nào mà yêu thích mấy dòng Hatmon mà màu nó trắng trắng vàng vàng như này là mình mua ngay con đó ha. Không giờ em lên cũng mấy con rồi mà thấy anh em hưởng ứng cũng khá là nhiều nên là mỗi cái clip em sẽ lên nhất một con cho mọi người ha. Dưới giá là 39k. Đây con này rất là đẹp luôn. Quá rồi, ai bữa nay mà lựa cá sao mà để nhiều cá đẹp lên quá, làm anh em phải săn mỏi tay luôn ha. Dạ. Rồi wow, tiếp theo đây lên cho anh em con này là con Fancy Get Cooper. Đây có Cooper phần đầu chút xíu ha, nên là ai mà yêu thích mấy dòng Fancy Get thuộc Cooper này ha, mình rút ngay con này luôn ha. Form con này là form trưởng thành, form to ha mọi người. Rồi con ở phía sau là con Hatmon ha, nên mua Hatmon luôn. Đây ai mà yêu thích nổi bật thì mình mua con Hatmon này, còn ai mà yêu thích sự chầm chầm đều đều ha, mình mua con ở phía trước ha. Rồi vô tiếp theo, đây lên cho mọi người hẳn hai con Fancy Get luôn. Fancy Get ở phía trước là Fancy Get Cooper Blue Star luôn ha. Có cái là form hơi non hơi tơ một chút nên là bán cho mọi người với giá này ha. Mọi người về dưỡng ha, là có ngay một con cá hay siêu chiến luôn. Rồi con ở phía sau, con ở phía sau là con Fancy Cam Cooper ha. Hai đứa này không ai thua ai hết ha, rất là kém cạnh với nhau. Nên là ai mà yêu thích thì mình nhanh tay mình săn ha, không ơi là kéo hết đó, hàng này hàng tiễn nữa đó. Rồi, vô tiếp theo. Lên cho mọi người dòng con này là giống con Fancy Yellow quá ha. Không biết gọi nó là kiểu gì nữa nhưng mà ở đâu không biết em kiếm được nó, nên là nhìn form nó nhìn chung rất là ok, rất là ổn. Màu lên đậm nhiều, còn có vài con à, nên em lên hết cho mọi người luôn. Ai mà yêu thích thì mình mua ngay, mua liền ha, không bao giờ hối tiếc luôn. Form rất là đẹp. Đây. Rồi con ở phía sau là con Hatmon ha. Đó, mấy con Hatmon đó thấy anh em săn cũng khá là nhiều, nên là mỗi clip cũng lên cho gắn lên cho anh em mỗi clip một con ha, để mình cùng nhau mình săn. Rồi vô tiếp theo, rồi bắt đầu từ cái ô này trở đi là cá là toàn là cá máy con nghe mọi người. Đây mới lên là có ngay một con cá máy siêu đẹp luôn. Con này là con coi ghép máy ha, bụng kiểu như cũng bầu bầu rồi, sắp căng trứng rồi mà màu lên đậm đều đẹp quá nè. Ai mà yêu thích dòng coi ghép máy là mình mua ngay con này ha. Rồi con ở phía sau là con lắc lu đó nha mọi người, kiểu như lắc lu á chống bên em hết hàng rồi, còn có vài con máy à, nên là lên giá rẻ cho mọi người luôn, cũng như dịp Tết rồi đó mình chia ăn khách hàng ha. Rồi vô tiếp theo, đây bước vô này lên cho mọi người, con này là con cá máy ha, cá máy Nemo, con Nemo máy.
Ai mà yêu thích dòng Nemo này mình mua ngay con này ha. Trời ơi, còn con này ở phía sau là hình như em lên lộn rồi ha mọi người. Con này hình như giống con cá chấm quá. Đây. Mọi người có gì mọi người xem kỹ giùm em ha. Em lên lộn con này rồi, con cá chấm rồi. Nên là có gì vậy, mọi người đừng có tưởng nhầm nó cá mái rồi mình mua nha. Rồi vô tiếp theo. Không mà nó là con cá mái hay gì vậy mọi người. Đúng rồi, cá mái nha. Rồi vô tiếp theo. Lên cho anh em con này là con Nemo Galaxy ha. Cá mái Nemo Galaxy lên full màu luôn. Con ở phía sau cũng là một dạng Nemo Galaxy luôn ha. Hai con cũng rất là căng trứng. Nên là ai mà có nhu cầu mà mình mua là mình mua ngay ha. Đó. Rồi vô tiếp theo. Hồi nãy lên cho mọi người chống phân si rồi chống ma bồ rồi ha. Qua ô bên đây lên cho mọi người một cặp, một con ma bồ mái với một con phân si mái ha. Ai mà hết mua đo, mua cặp về mình ép đó là mình quất con chống qua đằng trước rồi mình quất luôn con mái phía sau này khá là ok ha. Rồi qua đây có thêm một con mái ma bồ đót nữa. Ai mà không thích ma bồ không thì mình có nhu cầu mình xem qua dòng ma bồ đót này ha. Rồi con ở phía sau là con coi ghét ha, coi ghét mái. Rồi đợt cá hôm nay em lên cho mọi người nhắn vào cái phần mô tả, dưới cái phần mô tả sẽ có một cái link, mọi người nhắn vào cái link đó mọi người mua cá ha. Rồi chào tạm biệt mọi người.